sân bay Washington. Giờ kiếm taxi hay là cái gì đó về thôi, cũng chưa biết nữa. Taxi về nhà chở ngồi không có chỗ ngồi luôn. Cùng cũng mò về được tới chỗ cái nhà mà mình thuê để ở. Sau một hồi mò mẫm tới nhà rồi mà không biết cách vô nhà, tại vì không quên đọc cái hướng dẫn lấy chìa khóa vào nhà. Thì đây là cái căn nhà mà tụi mình sẽ ở đây, cả gia đình sẽ ở đây từ đây cho tới ngày 20, nay ngày 7, mười mấy ngày rồi, để tình hình coi làm sao rồi tìm nhà khác đi thuê nhà ở. Đó, cái khu vực này là cũng chưa biết nó làm sao đó, để coi ra làm sao. Cái nhà ngoài thì thấy nó vậy nên, nhưng mà ở trong khá ok. Đây là cửa chính nè. Đây. Đó, đây nó ngoài nè. Đó, đồ đạc lên tên, giờ chưa biết sắp làm sao đây. Gì? Chắc cũ người ta ăn người ta để lại rồi, thấy còn ăn được chưa, đất người ta để lại cho mình. Có gì không đó? Lạnh luôn. Ngồi đấy chứ trong hiện đại. Ta có hướng dẫn ở đây nè, mà không đi lập đập đi cũng thèm coi hướng dẫn để vô nhà, là cái điện cho bà chủ nhà. Bác hướng dẫn. Đây. Phòng này phòng của chị đây nha. Phòng này phòng ba giám đốc nè. Chị Ren của đâu? Chỗ nhìn ra đây, phòng tắm đây, phòng hiện đại, có một tấm đứng, cái bồ, còn sao mình có cái sân nhỏ, cái bàn dành cho mấy người hút thuốc rồi ra đây ngồi. Cái hàng rào là nhà của ta. Đi làm gì đó, đi gọi ba làm gì đó. Để ý cho hả? Làm vậy cho nó ấm cúng mùa đông rồi. Cả nhà bốn đứa ăn mì gói, dây cũng ăn mì gói luôn, có gì đâu ăn, mai mới đi chợ. Trời, ngoài trời trời mưa rồi. Mưa.
mưa, trời mưa. Ở nhà anh gặp mặt rồi, khách hàng em qua đây giờ gặp mì gói. Để dành cho đây nha. Nè, ta có để cà phê với trà cho mình nè. Cà phê đây vậy thôi, múc bỏ vô ly, đổ miếng nước sôi vô, rồi có sữa rồi, bỏ sữa mà nay ở nhà đi chợ rồi bỏ sữa, múc miếng đường bỏ vô. Chớp của Tì là cái chớp chính của Tì đó mà Tì quên rồi, mới qua mà Ray lập được căn cứ rồi nè, cứ hùng mạnh để coi nè. Ray ơi, đang coi gì? Baby Shark video hả? ABC Kids hả? Để up lên cái chỗ cái gạch sọc sọc cho chảy nước con, đừng có bỏ nữa nè.